Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup ăn chia tổng giải thưởng là 21 triệu USDT token shot. Thì chương trình iGroup này random cho 5.000 winner may mắn các bạn. Thì chương trình iGroup này đến từ trang CoinMarketCap kết hợp với shot kỷ niệm IDO sắp ra mắt các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap nha các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào cái link sự kiện này các bạn login vào sự kiện này. Sau khi các bạn login vào link sự kiện xong thì các bạn lướt xuống này các bạn bấm vào tham gia iDrop này không. Rồi còn xuống đây làm nhiệm vụ nữa các bạn. Ôi ta. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên bấm vào app to wallet nè. Các bạn đừng chuyển qua tiếng Việt nha bạn, chuyển qua tiếng Việt lỗi nè. Nhiệm vụ thứ hai follow tờ Twitter nè. Trên trang của CoinMarketCap. Rồi mình đã theo dõi rồi các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi tiếp tục follow cái thứ hai của nó nè. Rồi trên dự án Son nó full thì các bạn theo dõi nè các bạn. Để mình xuống đây mình tìm hiểu thông tin nè các bạn. Các bạn like này, bạn tweet lên bài của nó được không? Sau đó bạn bắt đập lên nào. Follow tweet. Sau đó các bạn follow tiếp trang CoinMarketCap nó nè các bạn. Ê, trên Facebook chứ. Trên Facebook thì bạn không thích nào. Các bạn lướt xuống nào. Thích rồi bạn chia sẻ công khai luôn đi các bạn. Rồi bạn bắt đập lên nào. Rồi tiếp tục thì các bạn join vào iGroup nè. Rồi trên trang CoinMarketCap thì các bạn join sao các bạn, gì mà đã join rồi tiếp tục thì join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi trên kênh seller nó bạn bấm join sao các bạn. Rồi để mình chờ chút xíu có cấp tra có thông tin gì không các bạn, mình làm chậm các bạn. Rồi bạn bắt đập lên các bạn ơi, sorry các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba gạch cùng nữa các bạn vào setting copy của username mình chỗ này nè các bạn. A cộng anh 5 số 2. Rồi cái mục username Telegram này thì các bạn điền giúp mình là A cộng anh 5 số 2 các bạn. Của tất cả username của tất cả bạn á. 4, 5. Rồi. Đầu ta. Rồi xong đầu tiên thì các bạn copy địa chỉ với bình bi sao mà trên vết 20 trên chocolate của tất cả bạn nè. Kèo này khá là ngon luôn các bạn. Tổng buôn khá là lớn luôn, bạn nào mà vô kiểu này là khá là ngon nha các bạn. Rồi bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi giọng thứ hai thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả bạn nha các bạn. A cộng win VNNH9 nha các bạn. Siêu nơi tồi mạng nè. Và các bạn A cộng win VNNH9 nha các bạn. 8, 9. Rồi sau đó thì các bạn điền là username Facebook nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào Facebook nè. Đâu ta. Rồi trên Facebook thì các bạn nhấp vào mũi tên này nè. Các bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào sao chép đường link liên kết trang cá nhân của tất cả các bạn nè. Ok. Rồi các bạn bắt đắp lại trang của CoinMarketCap này các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bỏ cái dòng từ dòng này đi. Trên Facebook các bạn nhớ tạo username trên Facebook mình nha các bạn. Rồi các bạn thêm icon đầu tiên nha các bạn. Rồi sau đó thì giờ mình chỉnh lại. Sau đó các bạn kiểm tra thông tin đầy đủ chưa, chính xác chưa các bạn. Username tại Twitter của mình nè. Rồi username Facebook nè, username Telegram nè. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào join iGroup nha các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGroup nhận 100 token Son đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thôi mình nha.